Đầu tiên thì đội hiện tại rất hào hứng để sẵn sàng trận đấu ngày mai. Toàn đội đang cố gắng tập trung tốt nhất, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt nhất để ngày mai có một trận đấu tốt nhất và có kết quả tốt. Đội thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì chúng ta đã biết là một đối thủ khá quen thuộc đối với Trung Mạnh, thì Trung Mạnh có thể nghĩ gì khi mà chủ nhất cầu thủ đánh giá về chúc với cầu thủ Trung Mạnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu? Theo anh được biết thì đội cầu thủ này được chơi với nhau rất là nhiều năm rồi. Thì từ thời huấn luyện viên Minh Đức ở Nam ở Hà Nội, thì đấy là một tập thể rất đoàn kết và chơi tinh thần rất tốt. Và các cầu thủ trẻ thì rất là nhiệt huyết và di chuyển rất nhiều, thì đồng nghĩa với đội của em sẽ tập trung cao độ hơn và sẽ hỗ trợ cho nhau nhiều hơn. Xuân Mạnh và Văn Đức thường được xem là cặp bê chung ở Sông Lam Nghệ An cũng như là ở đội tuyển, hai anh em luôn gắn bó với thời điểm của đội tuyển Việt Nam. Thì Văn Đức hiện tại đang là thi đấu khá tốt, thì Xuân Mạnh có đánh giá thế nào về những màn tỏa sáng Văn Đức, và mình cũng có quyết tâm thế nào để cùng với Văn Đức tỏa sáng trong trận đấu ngày mai? Những trận đấu vừa qua thì đều được ghi những bàn thắng từ Văn Đức, và Văn Đức trong thời gian vừa qua thi đấu rất tốt, thì em mong trận đấu ngày mai Văn Đức sẽ tiếp tục tỏa sáng như thế để giúp đội giành chiến thắng, và em cũng hy vọng là mình sẽ thi đấu tốt để giúp đội Hồng Lĩnh giành giành chiến thắng và tập thể toàn đội. Ok, cảm ơn anh. Ok, thế thôi. Gặp anh Hà nữa rồi. Anh ơi.